Tập 17. Còn tuyến dưới của cậu thì sao? Chẳng lẽ cậu cũng không biết? Tuyến dưới không có nhiều. Bình thường tôi đều sai người của tôi trực tiếp đưa qua. Tên, địa chỉ, cách thức liên lạc thì sao? Bọn họ tên gì thì tôi không rõ. Bên Tân Kinh thì có một. Nói rõ hơn đi. Có gì thì khai ra hết, hiểu chưa? Không được bỏ sót bất kỳ điều gì. Tên. Tên thì không nhớ rõ lắm. Tôi chỉ biết biệt danh của vài người. Bên Tân Kinh thì có một. Mã Khôi bắt đầu khai với cảnh sát. Hắn đã thiết lập một đường dây mua bán và sử dụng ma túy ở các con phố gần đó. Trong đó có hơn 30 người liên quan đến việc buôn bán ma túy và hơn 200 con nghiện. Để ngăn bọn chúng tiêu hủy chứng cứ và bỏ trốn, Lôi Đình quyết định tiến hành vây bắt tội phạm quy mô lớn ngay trong đêm. Đội trưởng, tôi sẽ đi địa điểm nào? Không cần. Cậu và Tiểu Lý ở lại thẩm vấn Mã Khôi. Có manh mối mới thì báo ngay cho tôi. Vâng. Còn có bên khu phía đông, cầm đầu là một người họ Đồng. Họ Đồng à? Phải. Hay là tôi qua đó một chuyến cũng được. Nhưng mà cậu phải cẩn thận. Khi qua đến đó, nhớ gọi thêm vài người nữa. Khu đó lộn xộn lắm, chúng không sợ chết, ta cũng thế. Một mình anh ở lại ổn không? Hỏi tôi. Cậu sợ hắn chạy à? Tôi đi đây. Nhớ cẩn thận đấy. Nói tiếp đi. Tiếp tục. Đại ca, tôi khai đi khai lại 3 lần rồi đó. Giờ mắt tôi mở không nổi luôn rồi. Tôi biết anh mệt, nhưng đâu phải anh nói xong là xong. Tôi cũng buồn ngủ như anh thôi. Tôi cũng muốn về nhà đây. Nên là mau khai hết đi. Thế anh, cho tôi xin một điếu thuốc. Khuya thế này tôi đào đâu ra thuốc lá? Tôi có thuốc lá. Tôi có thể hút không? E rằng sau đó Sa Thành cũng không hay biết. Là do thuốc lá của tên kia có vấn đề, hay là vì bản thân đuối sức. Sau một tuần theo đuổi vụ án, đến quên ăn quên ngủ và chủ quan khi nhìn thấy chiến thắng trong tầm tay. Đội trưởng, chúng ta đã bắt được một mẻ lớn. Tôi thấy mọi chuyện quá mức thuận lợi, cũng là vì chúng ta thu lưới nhanh thôi. Sa Thành, áp giải tên hôm qua bắt được đến trại giam đi. Phạm nhân bỏ trốn rồi, phạm nhân bỏ trốn. Câu nói nhẹ nhàng thoát ra cuống họng, cái gì? Nhưng lại nặng tựa sấm sét, mạnh mẽ giáng vào đầu Lôi Đình. Phạm nhân bỏ trốn, đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra ở đội cảnh sát hình sự.
Nhục nhã, còn gì nhục nhã hơn không hả? Để một tên buôn ma túy chạy trốn từ trong tay cảnh sát hình sự, ngay tại cục công an. Rồi mặt mũi cục công an để đâu hả? Cục trưởng, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Ngài muốn phạt thì phạt tôi. Lẽ ra, tôi không nên để Sa Thành ở lại cục một mình. Trách nhiệm. Đương nhiên là cậu chịu trách nhiệm. Nói cho cậu hay, nếu cậu không bắt được tên phạm nhân đó, thì khỏi cần làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Ngay cả đám lính dưới trướng của cậu cũng dẹp luôn. Sau một tuần làm việc không nghỉ ngơi, đội cảnh sát hình sự lại bôn ba khắp thành phố suốt 3 ngày để tìm tên Khôi. Nhưng tên phạm nhân này giống như bốc hơi khỏi thành phố. Thậm chí các tay buôn ma túy còn tung lời đồn cảnh sát hình sự nhận hối lộ của Mã Khôi, nên mới để hắn chạy trốn. Đây là sự vu khống, xúc phạm cực lớn đối với cảnh sát hình sự. Đối mặt với những lời đồn ác ý, đội cảnh sát hình sự chỉ im lặng chịu đựng. Bây giờ tôi tuyên bố kết quả xử lý sự cố ngày 28 tháng 6, hủy bỏ danh hiệu danh dự của đội cảnh sát hình sự. Đại đội trưởng Lôi Đình phạt giáng một cấp. Cảnh sát Lý Kim Bảo phạt cảnh cáo. Cảnh sát Sa Thành đình chỉ công tác. Các cậu có ý kiến gì không? Không có. Cục trưởng, tôi chắc chắn sẽ bắt được hắn ta. Đừng chỉ nói thôi. Thứ tôi cần là hành động. Chỗ này ngon đấy. Đúng thế, anh Thanh, em tính rồi. Làm ăn hợp pháp ở đây một tháng cũng được mấy triệu. Làm ăn hợp pháp. Mày thấy mày làm lại Lý Gia Thành không? Em không thể nhưng anh Thanh có thể. Tao nghe nói Mã Khôi bị giải vào cục công an mà vẫn chạy thoát được. Đúng thế, thằng đó cứ như chuột nhắt, giỏi luôn lách chạy trốn lắm. Thằng đó thì thoát, nhưng đám đàn em của hắn đều bị cảnh sát tóm gọn. Thế này thì khỏi làm được trò chống gì. Thế nên mày phải nhanh chóng làm xong chuyện tao nói. Em biết đám công an ở đây cũng chẳng được tích sự gì lắm. Công an ở đây là cái thá gì đâu anh. Cảnh sát quốc tế còn chẳng làm gì được chúng ta. Đám ở đây có xá gì? Làm gì cũng cẩn thận cho chắc. Gì cũng phải tách người với hàng ra. Con ả kia sao rồi? Tạm thời mọi thứ vẫn bình thường. Phải tra cho rõ. Phải tra được hàng của cô ta từ đâu ra. Anh Thanh, khách khí với nó làm gì? Cho anh em bắt nó, lột đồ nhốt vào kho, xem nó chịu nói hay không. Nếu nó vẫn không nói thì sao? Không nói thì em à Lực, nó có thể leo lên vị trí hiện giờ thì chắc chắn nó không phải người thường. Mày nghĩ đi, Mã Khôi, A Bảo và cả anh Huy, chẳng lẽ họ chưa từng có suy nghĩ như mày? Nhưng họ vẫn đến chỗ của ả lấy hàng. Con ả đó không đơn giản rồi. Cho nên ta phải động não. Em hiểu rồi, anh Thanh, anh yên tâm. Tôi đã nói với giám đốc Phương rồi, cậu nên quay về đồn cảnh sát. Nhưng ta vẫn chưa bắt được Mã Khôi. Đó là việc của chúng tôi. Cậu nên về đồn thì hơn. Tôi, được rồi. Đi ngay đi. Đây là mệnh lệnh. Vâng. Vào đi. Đội trưởng, mấy con nghiện chúng ta bắt được nên xử lý sao ạ? Đại Bạch, đưa đám người đó đến trung tâm cai nghiện, cưỡng chế cai nghiện. Thẩm vấn một lượt tất cả bọn họ, xem có manh mối nào mới không. Vâng. Cậu biết gì thì thành thật khai ra đi. Tôi khai hết rồi. Không tin thì mấy người kiếm Mã Khôi đến đối chất với tôi. Nói cho cậu biết, tôi sẽ bắt hắn lại để mấy người hội ngộ trước tòa. Tôi xin mấy anh, cho tôi hết chút thuốc đi mà. Cậu nghĩ tôi là ai? Cậu có biết nếu không thể cai nghiện thì cậu sẽ chết không? Nói đi, cậu lấy hàng từ đâu? Là
nói: Lấy ở chỗ anh Mã. Cô có biết Mã Khôi không? Không biết. Được rồi, theo quy định chúng tôi sẽ đưa cô đến trung tâm cai nghiện. Tôi có thể cai nghiện ở nhà không? Chồng tôi đợi bên ngoài mấy ngày nay rồi. Đây là một cặp vợ chồng đã kết hôn 7 năm. Người đàn ông tên là An Tử, là chủ một công ty điện tử, làm ăn khấm khá. Người phụ nữ tên A Quyên, từng làm kế toán. Vốn dĩ bọn họ sẽ có một cuộc sống bình yên, người người ngưỡng mộ. Nhưng một năm trước, A Quyên sa vào con đường nghiện ngập. Anh sẽ đưa em đến trung tâm cai nghiện. Cảnh sát nói, nếu không cai nghiện, em sẽ chết. Nhảm nhí, làm gì đáng sợ đến thế? Nếu thật sự không ổn, thì kêu tiểu muội đến bệnh viện, kê cho em 2 mũi thuốc là được. Được rồi. À, đúng rồi, chúng ta đã bàn là cuối tuần này sẽ về thăm ba mẹ anh mà. Hôm qua ba mẹ còn gọi điện hỏi em đó. Thế để em về nhà thay đồ cái đã. Mặc thế này sao mà đi được? Lại nữa, mẹ lại nêm nhiều muối rồi. Con nói rồi mà, ăn nhiều muối sẽ làm huyết áp tăng cao. Ôi trời, thiếu muối thì sao ngon được. Sao thế con, thấy không khỏe hả? Dạ, không sao. Nếu thấy không khỏe thì đến bệnh viện của tiểu muội khám đi. Cảm ơn ba. Con không sao, con phải giữ gìn sức khỏe của bản thân. Ba mẹ đều đang đợi được bồng cháu đó. Phải đó, hai đứa kết hôn 7-8 năm rồi. Công ty của An Tử cũng đi vào guồng. Đã đến lúc nên nghĩ đến việc sinh con. Vâng. Mấy năm trước, con sợ nuôi không nổi. Mấy năm nay, chi phí nuôi con lại càng đắt đỏ. Tiền học nội trú đã có giá bằng 1 tháng lương. Càng miễn bàn đến tiền học đại học, hàm hồ. Dù ba mẹ có nhịn ăn nhịn uống, dù có bán nhà, cũng muốn nuôi cháu của mình. Anh hai, chị hai nghe thấy chưa? Ba mẹ nói rồi đó. Nên đừng lo lắng gì nữa. Phải đó. Em luôn cảm thấy mệt mỏi. Có phải vì hít cái đó không? Em đã nói với anh nhiều lần rồi. Em chỉ vô tình bị cảnh sát bắt thôi. Trùng hợp thế sao? Nghe nói hôm ấy bọn họ muốn bắt giữ một băng nhóm buôn bán ma túy rất lớn, nên mới có lần triển khai hành động này. Dù thế nào đi nữa, nhưng nếu em không hít thứ đó, thì sao cảnh sát lại bắt em? Anh cũng không cần đến bảo lãnh em. Em biết anh là chồng em, đương nhiên phải bảo lãnh em rồi. Thua em luôn. Được rồi, đi ngủ đi. Ngủ nào. Lái xe cẩn thận nhé. Nghiện ngập là một cách tự đe dọa bản thân. Cả đêm A Quyên đều trằn trọc không ngủ. Hôm sau, sau khi tiễn chồng đi làm, cô ấy đã vội vàng rời nhà. Anh Mã, đây ạ. Chỉ có nhiêu thôi. Anh cũng biết mà, dạo này cảnh sát làm gắt lắm. Với lại, mấy con nghiện đều bị tống vào trung tâm cai nghiện, nên buôn bán chán lắm. Cái thằng này, mày nhát gan thế. Nhưng cũng tốt, nhát gan thì sống lâu. Anh Mã, khi nào anh đi? Sao? Muốn đuổi anh mày đi?
Sợ anh mày làm liên lụy mày. Không có. Anh Mã, em không có ý đó. Vậy thì được. Chỉ cần mày giúp tao thoát được kiếp nạn này, sau này mày tha hồ hốt tiền. Tất nhiên em sẽ giúp anh. Nhờ có anh Mã mà em mới có ngày hôm nay. Ai đó? Anh Đại Bình. Anh Đại Bình, anh không bị cảnh sát bắt hả? Anh gặp may thôi. Em không dắt cảnh sát tới chứ? Không có, cảnh sát theo dõi dân đen như em làm gì? À quên, sao em thoát được vậy? Chồng em bảo lãnh em ra. Thế sao em không ở nhà đi, qua chỗ anh làm gì? Em muốn hỏi anh chút hàng. Hàng? Anh xem, có phải là em đang lên cơn nghiện không? Cả người em khó chịu, còn đổ mồ hôi liên tục. Em chỉ đang không khỏe thôi. Đây, cầm lấy. Như đây. Không biết có đủ hay không. Gì mà đủ hay không đủ. Được rồi, đừng khách sáo như thế. Anh Đại Bình, cảm ơn anh. Được, em đi trước nha. Thằng nhóc này hào phóng nha. Như đó hàng mà chỉ lấy 200 tệ. Có phải mày thích con nhỏ đó không? Anh Mã, thôi mà, đừng trêu em nữa. Mấy ả dính đến ma túy thì có biết yêu là gì đâu. Còn gói hàng kia, em đã trộn vài thứ vào trong. Trộn vài thứ? Có mà trộn một đống thứ thì có. Cô ta chỉ mới chơi không lâu, không biết gì đâu. Mày còn non lắm, không biết nhìn xa. Là sao anh? Tao nói mày nghe, mấy đứa mới chơi thuốc, phải cho chúng nó hàng xịn vào, thế mới càng mua nhiều. Ê nhỉ, cầu xin các cô cho tôi trích một mũi đi mà. Giám đốc Kim, giờ chúng ta nên làm gì? Tiêm cho cô ấy một liều an thần, một tiếng sau thì tiêm thêm thuốc giải độc số 1. Cho tôi trích đi mà. Tĩnh mạch cô ấy bị co lại, không tiêm được. Vậy thì tiêm vào tĩnh mạch cổ. Không được nữa thì giảm liều lượng rồi cho uống thuốc. Vâng. Cầu xin mấy người mà, một lát nữa sẽ ổn thôi. Cô ấy sao rồi? Nghiện thuốc thời kỳ thứ 3. Vì tiêm quá liều nên mạch máu bị co lại nghiêm trọng, chức năng của gan và thận cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu không nhờ các anh đưa đến đây kịp thời, cô ấy không còn sống được mấy tuần đâu. Đám người nghiện thuốc này giao cho bên cô. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Chuyện của đội hình sự mấy anh tôi đã biết rồi. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Anh không sao chứ? Tôi thì có chuyện gì được, vẫn làm việc thế thôi. Thế anh chàng kia sao rồi? Bị điều về đồn. Thế vẫn đỡ hơn là bị đình chỉ công tác. Không ngờ anh cũng có lúc chu đáo như thế đó. Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, hôm nay có ngoan không? Tình hình thằng bé thế nào rồi? Đã ổn hơn rồi. Sáng nay ăn được 2 chén cháo. Em mới đẩy bé ra vườn hít thở không khí. Thằng bé vui lắm. Hai người đi trước đi. Chỗ các cô cũng có bệnh nhân nhỏ thế à? Không phải. Thằng bé bị nhiễm gián tiếp. Nhiễm gián tiếp? Thằng bé hấp thụ gián tiếp ma túy từ khi còn trong bụng mẹ. Thế nên, sau khi sinh ra, hệ thần kinh trung ương không thể phát triển như người bình thường. Khả năng ngôn ngữ và thể chất đều suy giảm. Thằng bé thật tội nghiệp. Phải. Một người phụ nữ dù không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho con. Em gái, em thấy cái áo này thế nào? Nhìn bảo thủ quá anh. Thế thì lấy cái này. Mà anh mua đồ cho chị dâu, sao không kêu chị ấy đến? Cô ấy hả? Dạo này ít ra ngoài lắm. Có phải sức khỏe không ổn không? Hay là hôm nào dẫn chị ấy đến bệnh viện em khám đi? Cũng được. Thế này đi, 2 ngày nữa anh dẫn cô ấy đến bệnh viện em khám, được không? Cảm ơn anh chị. Chào anh chị. Vợ yêu ơi, hôm nay anh mua ít đồ cho em nè. Em xem có đẹp không? Ừ, cũng đẹp lắm. Bao nhiêu thế anh? 370 tệ. 370 tệ? Em còn tưởng cái này phải 700-800 tệ cơ. Sao rẻ thế? Có phải hàng đều không đó? Sao có thể chứ? Nếu là hàng đều thì đi đổi. Anh vẫn còn giữ hóa đơn mà. Ngủ sớm thôi em. Chị ơi, tôi muốn trả hàng, có được không? Chị mua khi nào ạ?
hình như là hôm qua. Là chồng tôi mua cho tôi, có thể trả hàng được không? Xin lỗi chị, chỗ chúng tôi có quy định, chỉ được đổi hàng không được trả hàng. Chị có thể giảm giá không? 20% hay 50% cũng được. Không được chị ơi, không được đâu chị, đây là quy định của cửa hàng bên em. À quên. Chị ơi, chị quên đồ này. A Quyên, A Quyên, A Quyên, sao em lại bỏ chạy? Không có gì, em chỉ muốn nhanh về nhà thôi. Em có cần phải nấu cơm, dọn dẹp đâu, về nhà gấp gáp thế làm gì, hay là qua chỗ anh ngồi một lát đi. Vậy, thế này không ổn lắm đâu, còn đắn đo gì nữa. Anh và em có gì mà khách sáo. Đi, đi theo anh. Dù A Quyên đắm chìm trong ma túy, nhưng cô ấy vẫn là một người phụ nữ lương thiện, trọng tình nghĩa. Anh Đại Bình, A Quyên, đừng. A Quyên, em biết anh vẫn luôn thích em mà. A Quyên, đừng mà, anh Đại Bình, anh cũng biết em đã có chồng rồi mà. Hơn nữa, nhà An Tử đối xử với em rất tốt. Mà anh đối xử với em cũng rất tốt. Em đi về đây. A Quyên. Tao nói rồi mà, mày thích con nhỏ đó. Đúng là không biết điều. Yên tâm đi. Chỉ cần mày cho nó dùng loại tao đưa cho mày, nó chắc chắn sẽ đến tìm mày nữa. Đúng rồi. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Cũng đỡ hơn nhiều rồi. Tao không tin. Đám cướp bám dai như đỉa, 24 tiếng không ngủ nghỉ theo dõi tao. Anh Mã, anh em, ai cũng nói anh đỉnh. Có thể chạy thoát từ cục công an. Nghề của chúng ta cửu tử nhất sinh. Lần sau bị tóm được nữa, e rằng không có cơ hội thứ hai. Có lúc tao nghĩ, hay là kiếm thêm ít tiền nữa, rồi kiếm một nơi hẻo lánh mở một quán ăn nhỏ, sau đó lấy vợ sinh con, ăn ổn sống qua ngày. Mày giúp tao nghe ngóng xem, gần đây có đội xe nào chở hàng ngoại tỉnh. Được thì kiếm cho tao một cây súng. Súng. Cái này khó kiếm lắm anh. Không được nữa, thì kiếm súng tự chế cũng được. Alo, ai đó? Anh Đại Bình, em có thể đến gặp anh không? Được, tới nhà anh đi. Hả? Đến nhà anh? Có thể gặp chỗ khác không anh? Kiếm chỗ nào an toàn một chút ấy. Được, vậy đến quán karaoke đi. A Quyên, anh về rồi. Em sắp ra ngoài à? Vừa khéo, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Ăn đồ Thượng Hải lần trước mà em thích. Hoặc là đồ Tứ Xuyên đậm vị cay nồng. Em không đi đâu. Em có chút việc, em đi trước đây. Thế có cần anh lái xe chở em đi không? Không cần đâu. Sao giờ mới đến? Chồng em về rồi. Mau đi thôi. Sao rồi? Càng lúc càng thấy thích.
Đương nhiên rồi, hàng anh đưa cho em đều là hàng xịn cả. Không hết ngày nào là uể oải ngày đó. Anh cho em mang một ít về nhà đi. Cái này em cũng biết mà. Cái này mắc lắm. Anh cho em hít miễn phí mấy lần rồi đó. Anh Đại Bình, anh yên tâm, em chắc chắn sẽ trả tiền cho anh. Anh cho em một ít mang về được không? Thế hay là, hay là anh cầm cái vòng này làm tin đi. Anh xem, cái vòng này mắc lắm, bán được tiền lắm. Đây, cầm đi. Không phải mày nói là chồng con nhỏ đó có công ty riêng à? Mỗi chút tiền mà cũng không có à? Yên tâm đi, anh Mã. Trước sau gì cũng là của em thôi. Nhà nó, tiền nó, cả bản thân nó nữa. Chơi qua đường thì được, đừng nghiêm túc làm gì. Đừng rơi vào mấy ả nghiện, nhất là người trong nghề chúng ta. Bởi vì chúng ta luôn sống dưới họng súng. Vào đi. Đội trưởng, có cần bỏ chốt canh bên ngoài không? Không cần. Thông báo với các đồng chí khác gắng kiên trì mấy ngày. Thế này không được đâu. Có khi nào Mã Khôi đã chạy khỏi thành phố rồi không? Theo trực giác của tôi, không có chuyện đó đâu. Tối hôm đó, chúng ta đã truy tìm khắp thành phố. Chắc chắn hắn không dám chạy. Hơn nữa, chúng ta đã phong tỏa các cung đường ra vào. Lệnh truy nã cũng đã phát. Thế mà vẫn bán ma túy được. Tên Khôi này rất xảo quyệt. Tôi nghĩ trong tay hắn ta vẫn còn ma túy. Rất có thể hắn định đợi đến khi sóng yên biển lặng, sẽ bán hết số ma túy còn lại, sau đó cầm tiền bỏ trốn. Anh nói đúng. Con người không bao giờ thoát khỏi sự tham lam và sợ hãi. Đội trưởng, có cần rà soát một lượt tất cả con nghiện trên toàn thành phố không? Biết đâu chúng ta sẽ có manh mối mới. Điểm này, cậu và tôi có cùng suy nghĩ đấy. Bên hình sự rộn chuyện quá, làm đồn cảnh sát mệt như chó, lại phải điều tra từng nhà. Cảnh sát, hết lục soát đến điều tra. Tiểu Lý, Tiểu Vương, tôi xuống phòng 401 kiểm tra lại một chút. Tôi kiểm tra rồi, không có ai hết. Tôi biết, nhưng kiểm tra lại cho chắc. Hai người tiếp tục kiểm tra đi, được. Sa Thạnh không biết rằng tên tội phạm mà cậu ta ngày đêm muốn bắt giữ đang đứng cách cậu ta một bức tường. Càng không biết rằng bản thân đang cách tử thần rất gần. Đồng chí cảnh sát, anh muốn tìm ai? Cậu sống ở đây sao? Phải, chỉ có một mình cậu. Đúng thế, chào cậu. Tôi là cảnh sát khu vực này, đến đây để tìm hiểu tình hình. Gần nhà cậu có người nghiện ma túy. Nghiện ma túy? Dính vào thứ đó là tan cửa nát nhà. Có cho tiền tôi cũng không đụng vào. Anh cảnh sát, hay là vào nhà uống chút trà đi anh. Không cần đâu. Phải rồi, nếu cậu nhìn thấy người này, nhớ gọi cho 110 chúng tôi. Cha này nhìn là biết không phải người tốt. Được anh, tôi mà thấy hắn thì sẽ gọi ngay cho 110. Được rồi, cảm ơn sự hợp tác của cậu. Có gì đâu anh. Anh Mã, là em. Xem ra tao không thể ở đây thêm được nữa. Mày tranh thủ kiếm xe chở tao rời khỏi đây. Vâng. Tất nhiên, nếu mày giao tao cho cảnh sát cũng được. Anh Mã, anh nói gì thế? Chúng ta cùng hội cùng thuyền với nhau mà. Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Được. Tao sẽ trả ơn này cho mày. Biết dùng máy tính không? Biết chơi game, mấy cái khác thì không. Không sao đâu. Thế này, hai ngày này mày tìm buồng điện thoại công cộng nào đó cách xa chỗ này. Gọi vào số này, rồi nói cho người kia số điện thoại này. À quên, em làm gì trong đó thế? Không làm gì hết, anh muốn vào sao? Phải, anh muốn đi vệ sinh.
Sao thế? Anh đi vệ sinh. An Tử, dạo này công ty làm ăn sao rồi? Thật là hiếm có. Lại có khi em quan tâm đến chuyện làm ăn công ty anh. An Tử, nếu anh tiền nong dư giả, tháng này có thể cho em thêm mấy ngàn tệ không? Được không anh? Em cần tiền làm gì? Em muốn mua thêm hai bộ đồ. Chẳng phải hôm trước anh đã mua cho em sao? Hai bộ đó không phải kiểu em thích. Thế em thích kiểu gì? Kiểu phê pha bay bổng. Em còn tỉnh táo không vậy? An Tử, anh sao thế? Sao anh lại tức giận? Anh hỏi em, em cần tiền làm gì? Có phải là để mua ma túy phải không? Không phải, không phải. Thế thì là gì? Anh hỏi em, hôm nay em đi với ai? Đi làm gì? Em, thằng đó, em đi với nó đến chỗ đó. Em với nó đã làm gì? An Tử, nếu không phải chơi thuốc, chẳng lẽ em với nó? An Tử, anh phải tin em. Em không phải loại phụ nữ như thế. Em thề em không làm gì có lỗi với anh. An Tử, anh phải tin em. Được, anh tin em. Nhưng nếu thế thì là em chơi ma túy, phải không? Khi anh bảo lãnh em, khi anh đến cục công an bảo lãnh em, em có nhớ em đã hứa gì không? Em nói đi. Nói đi. Nói đi chứ. Vòng tay đâu rồi? Vòng tay mẹ anh tặng em đâu rồi hả? Có phải em lấy nó đổi thuốc viện không? Em nói đi. Mau nói đi. Anh thấy em bị điên rồi. An Tử, An Tử, em biết em sai rồi, nhưng em không bỏ được. Anh nghe em nói, em cũng muốn sống an ổn với anh. Em cũng muốn sinh con đẻ cái cho anh, nhưng em không cai được. Em đã thử cai rồi, nhưng em không cai được. Alo, 114 phải không? Giúp tôi tìm số điện thoại của trung tâm cai nghiện. An Tử, anh làm gì thế? Em làm gì thế? Em xin anh, em không muốn vào đó đâu. Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi. Em tránh ra, mau tránh ra. Không, em không. Em xin anh, em không đi đâu hết. Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi. An Tử à, trời ơi, tôi nên làm gì đây? An Tử anh ơi, anh hai, tìm em có gì không? Có chút chuyện. Chuyện gì hả anh? Chỗ em có thuốc gì? Có thể cai nghiện không? À, nghiện thuốc. Thuốc gì? Thuốc viện. Đừng nói là chị dâu nha.
chỉ là thỉnh thoảng hít một chút, không có nghiện. Dính vào nghiện ngập là tan đời đó anh. Anh, ngồi xuống đi. Đừng nói to thế. Nói nhỏ thôi, người ta nghe được thì sao? Hèn chị em thấy chị dâu gần đây cứ xanh xao nhợt nhạt. Hay là thế này, tối nay em sẽ mang một liều giải độc đến nhà anh. Được. Anh à, em chẳng biết nên nói sao với anh nữa. Đây là loại thuốc giải độc mới nhất, chắc sẽ có hiệu quả ngay thôi. Cảm ơn tiểu muội. Ơn nghĩa gì, chúng ta là người một nhà mà. Anh hai, em về đây. Để anh chở em về. Không cần đâu, em bắt xe về cũng được. Anh ở nhà cùng chị dâu đi. Đừng suốt ngày chị lo chuyện làm ăn như thế. Anh hai, chị hai, em về đây. Em thấy thế nào? Nếu vẫn không được thì anh sẽ gọi cho tiểu muội. Không cần, em thấy đỡ hơn lúc nãy rồi. Nếu em cai nghiện được thì anh sẽ cai thuốc lá rượu. Anh cũng sẽ bỏ luôn các buổi tiệc xã giao nhàm chán, ngày ngày đúng giờ về nhà với em. Anh rất muốn có một đứa con phải không? Em đoán đi. Anh nhớ là trước đây em từng nói mình rất thích trẻ con. Anh nghĩ nếu chúng ta có một đứa con, mỗi ngày em đều xoay quanh con, như thế em sẽ không còn suy nghĩ lung tung. Em thấy sao? Vâng, cặp vợ chồng hết mực thương yêu nhau này cuối cùng cũng tìm thấy cảm giác ngọt ngào đã lâu. Họ không biết rằng đây chỉ là sự bình yên trước giông bão. Và trong thành phố này có những thứ trông có vẻ không liên quan đến họ, nhưng tương lai sẽ quấy đảo cuộc sống bình yên này. Sa Thành, đội trưởng, sao anh lại đến đây? Tiện đường nên ghé qua thăm cậu. Sao rồi, lâu rồi không gặp. Không không không, tay tôi đang bẩn, tay tôi cũng đâu sạch sẽ. Đội trưởng, khi nào tôi mới được điều về đội hình sự? Cố gắng làm việc là được. Lần trước là lỗi của tôi, là do tôi tắc trách. Tôi muốn bắt tên Khôi để chuộc lỗi. Thật ra thì ai cũng có sứ mệnh của riêng mình, và cậu không phải là cảnh sát duy nhất trên đời. Mỗi người cảnh sát đều có nhiệm vụ riêng của mình, biết chưa? Đều do tôi cả. Tôi không muốn nhìn bọn buôn ma túy cứ thế mà trốn thoát. Thoát lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Phải rồi, có muốn tôi chở cậu về không? Không cần ạ. Anh cứ về nhà trước đi, tôi còn chút chuyện chưa làm xong. Vậy tôi đi trước đây. Anh Mã, em đã thu xếp xe cho ngày mai rồi. Được. Cho mày cái này. Thế này sao được anh? Như đây cũng một đống tiền đó, thời gian này ăn ở đều nhờ mày. Mày cũng xem như đã cứu tao nửa cái mạng. Không được đâu, anh Mã, anh cầm theo nó đi, sau này cũng kiếm được ít tiền. Thôi thôi, mang theo cái này bên người cũng như đeo theo gánh nặng. Tới lúc cần buông bỏ thì phải buông bỏ, đây là hàng tinh khiết đấy. Sẽ kiếm được không ít tiền đâu. Anh Mã, anh đi đâu đó? Tao có chuyện cần ra ngoài. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đúng thế.
Tôi nói cho anh biết, dù có bắn chết tôi, tôi cũng không buông tha anh đâu, không buông tha tao. Tình hình này phải là tao có muốn tha cho cái mạng quèn của mày không? Bắn đi. Chỉ cần anh bắn, cảnh sát ở khắp thành phố này sẽ nghe thấy, và rồi đồng loạt chĩa súng về phía anh. Đám cướp chết tiệt, sao cứ án tao mãi thế? Bắn đi, có ngon thì bắn. Anh Mã, bỏ đi. Chẳng phải anh luôn dặn bọn em là chỉ kiếm tiền không kiếm chuyện sao? Mau đi thôi. Đội trưởng Lôi, tôi nghe. Nếu có súng trong tay, tôi sẽ không để hắn thoát đâu. Dù Mã Khôi có chạy trốn nơi cùng trời cuối đất, tôi cũng sẽ bắt được hắn. Các anh là cảnh sát? Đúng vậy. Bác sĩ, có chuyện gì sao? Không có gì. À đúng rồi, bác sĩ, cậu ấy có sao không? Não chỉ bị chấn động nhẹ. Phải xem bên trong có bị xuất huyết hay không. Nếu hình thành cục máu đông thì bệnh tình sẽ trở nên nghiêm trọng. Anh phải nằm viện 48 tiếng để chúng tôi quan sát thêm. Làm gì nghiêm trọng thế, bác sĩ cứ nói quá thôi được rồi. Nghe lời bác sĩ không sai đâu. Phải đó, ở bệnh viện thì nghe lời bác sĩ, ở đơn vị thì nghe lời cấp trên, ở nhà nghe lời vợ, biết chưa, tấm chiếu chưa trải. Thế tôi về nhà, tôi chưa có vợ. Thôi thôi, kể tôi nghe tình hình lúc đó. Chuyện là thế này.